Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 11, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chính thức mở cửa đón phục vụ du khách tham quan. Điểm đến của khuôn viên bảo tàng là tháp chiến thắng với chiều cao là 45m. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang lưu giữ trưng bày hơn 150.000 hiện vật, trong số đó có 4 bảo vật quốc gia gồm 2 máy bay MiG-21 số hiệu 4324 và 5121, xe tăng T-54B số hiệu 843 và bản đồ quyết tâm chiến đấu trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam có địa chỉ mới tại km 6+500 Đại lộ Thăng Long, phường Tây Mỗ, Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bảo tàng được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới từ năm 2019 trên diện tích hơn 386.000 m², với thiết kế hiện đại, nhiều công năng. Bảo tàng sẽ miễn phí vé vào tới hết tháng 12 năm nay.